Xin chào tất cả mọi người. Thì khi mà mọi người đang trong quá trình xây dựng nhà, chắc hẳn là mọi người rất quan tâm về cái phần mái nhà của chúng ta, hay còn gọi là phần chống nóng. Toàn bộ phần khung thép và phần ngói cùng với nhân công phần mái, hết bao nhiêu tiền trong một ngôi nhà? Thì hôm nay mời mọi người hãy theo dõi cái video chia sẻ này của chúng tôi, để mọi người có thể hiểu là một cái phần kết cấu mái như vậy, theo hình dáng như này thì hết bao nhiêu tiền. Và chia sẻ mọi người, với dòng mái như này thì chúng ta sẽ hết khoảng tầm 160 đến 180 triệu để chúng ta thi công một hệ mái lệch kết hợp với mái hai mái như công trình biệt thự 2 tầng dạng hiện đại mà chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà anh Trần Văn Tuấn tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ở đây nhé. Mời các bạn cùng chúng tôi vào tham quan về cái phần thi công mái của chúng tôi và cái phần mái cũng như là phần nhà của chúng tôi hoàn thiện cho chủ nhà như nào nhé. Và mọi người cùng vào xem ạ. Đây mọi người có thể thấy là chúng tôi sẽ giới thiệu sơ bộ về cái căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công cho anh Dũng đây. Với cái chiều rộng mặt tiền này là 12m6 kể cả phần chữ L ra ngoài nhé. Và chiều sâu là 12m từ mép tường kia xuống tít khu vực phía bên dưới. Thì chúng tôi có thiết kế mái cho anh làm hai phần. Đó, một phần mái lệch ở khu vực phía đằng trước và mái đằng sau thì chúng ta làm mái hai mái như bình thường thôi. Thì ở đây khi mà mọi người lựa chọn cái phần thi công mái thì đầu tiên mọi người phải tham khảo về cái hình dáng mái mình sử dụng như thế nào. Thì chúng tôi đã chia sẻ về cái hình dáng mái bởi các cái kiến trúc sư người ta đã thiết kế và trao đổi với chủ nhà để ra cái phương án mái như thế này. Nó đã phù hợp với cái nhu cầu cũng như là cái sở thích của gia chủ. Và sau khi mà thi công xong thì cũng rất nhiều người khen cái mái của gia chủ là phù hợp với cái hình dáng, hình khối ngôi nhà 2 tầng của chủ nhà nhé mọi người. Thì chia sẻ cho mọi người là ở đây toàn bộ các cái vật liệu chúng tôi thi công trọn gói ở phần mái bao gồm là vật liệu thép siêu nhẹ kết hợp với thép dạng truyền thống, và ngói thì chúng tôi sử dụng dòng ngói Romantic loại Nova nhé. Thì mọi người hãy xem về cái chiều cao mái này, từ cái cốt của tầng 2 lên tít phía trên là chúng tôi thiết kế với chiều cao là 3m. Đó, toàn bộ cái phần lưu ý cho mọi người khi mà thi công cái dạng mái thái kiểu như vậy nhé. Đây gọi mái thái này. Thì mọi người mái thái và mái lệch thì mọi người nên chú ý là cái phần diềm mái này, kể cả ở phần ngoài hiên này đấy, cái phần diềm mái này mọi người có hai cách lựa chọn. Đó, một là chúng ta đắp ngói dìa như công trình này, hai là chúng ta làm bằng phào bê tông. Thì chúng tôi cũng đã phân tích cho mọi người là nên dùng cái cách nào cho những cái căn nhà mái thái như vậy. Thì mọi người có thể xem ở trên kênh của chúng tôi, và ở trên video này thì chúng tôi cũng nói qua lại một lần, khi mà chúng ta dùng ngói dìa như này thì cái phần mái của chúng ta sẽ không bị rêu mốc cái phần diềm trang trí và nó cũng đẹp theo kiểu riêng của nó. Còn khi mà chúng ta dùng cái bằng phà bằng bê tông thì nó cũng lại đẹp theo một kiểu riêng khác nhau nhé. Đấy, rất là đẹp. Khi mà chúng ta dùng ngói dìa như này thì chúng ta sẽ có một cái đầu chụp, có đầu chụp ở phía chính đằng giao giữa mái chữ A như vậy. Bởi vì ngói dìa này nó sẽ giao với ngói bò nên chúng ta phải có cái đầu chụp như này. Khi mà chúng ta dùng viền bê tông thì chúng ta lại không có cái đầu chụp như này mọi người nhé. Đấy, cái thứ hai là mọi người có thể nhìn thấy khi mà chúng tôi thi công mái này, toàn bộ cái phần ngói chìa ra phía bên ngoài chúng tôi đều làm chìa ra từ 7 đến 10 phân cho gia chủ nhé, để mọi người có thể là nhìn được cái vẻ đẹp của cái viên ngói khi mà chúng ta nhìn từ dưới nhìn lên. Đó, tương tự cả ở phía bên trên kia cũng vậy ạ. Thì ở đây thì chúng tôi, mọi người có thể nhìn ở phía bên ngoài, chúng tôi sử dụng dòng ngói Romantic Nova với bảo hành màu sơn lên tới 15 năm với các cái công nghệ này, sợi này và màu sơn nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam không qua một nước thứ ba nào, nên là nó có thể phục vụ yêu cầu của những người khó tính, của những người tìm hiểu những cái đơn vị gia công ở nước thứ ba nó không thể đạt yêu cầu như cái nước sở tại họ, chính họ sản xuất, chính họ ra phương án và họ vận chuyển về cho chúng ta nhé mọi người. Đấy, thì hàng này gần như là hàng đặc biệt cho mọi người đấy ạ. Rất là đẹp. Bên cạnh đó thì mọi người có thể nhìn lên trên phần trên đỉnh mái, trên đỉnh nóc trên kia. Ở trên những cái đường nóc ấy là chúng tôi đều có những cái viên ngói bò, và ở dưới những cái viên ngói bò chính là viên ngói lót nóc. Nó có tác dụng là tránh nước hất vào bên trong ngói bò. Đấy, và vào phía bên trong ngói chính để dột vào phía bên trong. Đấy, nên là đường bò của nó cũng rất là đẹp. Thì mọi người có thể nhìn chi tiết cái sản phẩm này của chúng tôi khi mà đã hoàn thiện xong. Tổng diện tích mái công trình mà chúng tôi làm cho nhà anh Tuấn ở đây với tổng diện tích là 210m2 toàn bộ cái phần mái này. Đấy,
Thì khi mà mọi người tính toán cái diện tích phần thi công mái này thì mọi người phải tính theo số mét vuông mái chéo nhé. Tí lên phía bên trên thì chúng tôi sẽ chỉ cho mọi người cách tính số mét vuông mái chéo như nào. Hoặc là ở đây luôn, mọi người ở đây có thể nhìn thấy mái sảnh chữ A này, chúng ta có hai mái. Thì mọi người tính diện tích của cái hình bình hành mái bên này, tính diện tích của hình bình hành mái bên này cộng vào theo cái đường chéo là mọi người đã ra cái diện tích của hai cái mái này rồi. Và chúng ta cộng lên thì chúng ta sẽ ra cái số mét vuông ở mái ở trên này thôi. Đấy, màu ở đây thì chúng tôi sử dụng màu cho anh là màu ngói, màu Nova 2 nhá mọi người. Đó, màu xanh lá cây khi lên rất là đẹp. Đấy, không chỉ là thi công nhà, chúng tôi còn thi công thêm cho anh là cái phần cổng nhá mọi người. Đây mọi người có thể cổng là chúng tôi cũng làm toàn bộ bằng ngói như vậy, đồng màu với công trình nhà anh Tuấn ở phía bên trong này. Đấy, dùng những cái viên ngói vẫn chìa ra phía bên ngoài. Và mọi người có thể nhìn thấy những cái viên ngói phụ kiện ở đây rất là đẹp. Những viên ngói phụ kiện này, chúng ta có những cái viên ngói cuối mái này, cuối mái rất là đẹp. Và viên ngói bò ở trên nóc ấy, mọi người cũng thấy là viên ngói nóc cộng viên ngói lót nóc rất là đẹp. Thì với cái khả năng càng ngày càng hoàn thiện cao như vậy thì dòng ngói này nó xứng danh là dòng ngói châu Âu nha mọi người. Đấy, rất hợp với phong cách nhà như vậy, phong cách mà nhẹ nhàng đơn giản. Cái ngói này nó có một điều đặc biệt là khi mà nó tiếp xúc với ánh sáng nhá, nó không bị chói quá, nó rất nhẹ nhàng thanh nhã và nó có một cái khả năng phản ứng tốt với ánh sáng để cho mọi người có một cái ánh mắt nhìn vào nó sẽ đẹp hơn so với các dòng ngói còn lại khác trên thị trường ạ. Thì hiện nay công ty cổ phần xây dựng Kisato hiện đang hợp tác với nhà máy Tân Việt Ý tại Ninh Bình để cung cấp cho mọi người những cái dòng sản phẩm về ngói tốt nhất hiện nay với cái độ bảo hành lâu, với những cái nhà máy sản xuất tốt, có đội ngũ tay nghề cao, với những cái hãng ở bên Nhật Bản rất có uy tín lâu năm. Và chúng tôi sẽ mãi mãi tồn tại cũng như là đồng hành mọi người trong quá trình sử dụng cái phần sản phẩm về ngói này. Thì không để mọi người chờ lâu nữa, mời mọi người lên phía bên trên để xem chi tiết với chúng tôi về cái phần ngói và phần khung chúng ta sử dụng trong công trình này ạ. Đây, ở đây mọi người có thể nhìn chi tiết hơn về cái quá trình lợp của chúng tôi. Ở đây là nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên nó rất là bẩn mọi người nhé, lau đi thì nó rất là sạch. Thì chúng tôi lợp những cái viên ngói này rất là so le với nhau này. Đấy, rất là so le với nhau để tránh trường hợp bụi nó bắt vào đây. Bụi nó bắt vào trong này nó sẽ bị tràn khe và nó sẽ bị dột vào phía bên trong. Thế nên là chúng tôi phải lợp so le đây thì nó sẽ không bị bụi, nó không bị tràn khe nhé mọi người. Nó chui vào đây thì nó cũng tuột xuống cho nó hết. Cái thứ hai mọi người nhìn thấy cái ngói lót lóc này. Ngói lót lóc này được thiết kế rất là đặc biệt này. Đặc biệt ở chỗ mọi người nhìn thấy nó có các cái sóng dương này và các cái sóng âm theo cái viên ngói chính. Thế nên là nó sẽ che hoàn toàn cái phần nước nếu mà nó có hắt chéo vào phía bên trong. Che hoàn toàn luôn mọi người nhé. Không có nước nào lọt vào phía bên trong này được. Nhưng cái dòng ngói lót nóc này chúng ta chỉ làm được ở cái phần bò phía bên trên này thôi. Những cái đường chéo như này, ngói nó cắt chéo như này thì cái viên ngói lót nóc này lại không lắp được. Đấy, tại vì nó đi theo cái sóng của cái viên ngói chính này thôi. Thì mọi người lưu ý cái điểm này. Cái thứ hai là cái viên ngói bò này, chúng tôi hay gọi là ngói bò. Nhiều thuật ngữ có thể gọi là ngói nóc. Đấy, nó sẽ được đỡ bởi hai viên ngói lót nóc hai bên như này nên là nó cảm giác rất là vững chãi. Và viên ngói bò này thì cũng là sống lưng, cũng gần như là thượng lương, điểm cao nhất cho cái phần mái của chúng ta đấy ạ. Đấy, thì đây là ở phần trên mái. Thì chia sẻ cho mọi người về cái phần này nữa, chúng ta làm cái phần này như nào về chống thấm, phần giao giữa mái và tường nhé mọi người. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy cái phần mái của chúng ta, mái dốc của mái sảnh chữ A này, nó sẽ đổ nước vào cái phần tường này. Đây mọi người nhìn thấy nó sẽ đổ nước vào cái phần tường này. Thì chúng ta sẽ xử lý như nào? Thì chia sẻ với những ai mà đang làm nhà, chúng ta nên chú ý những cái điểm này. Nếu chúng ta không xử lý những cái điểm này thì nó rất dễ bị rêu mốc và bóc cái phần sơn ở phía bên trong tường của cái phòng này ra nhé mọi người. Tại vì chúng ta không được chống thấm một cách hợp lý. Thì khi mà thi công các bạn không nên chát cái phần phía tường này mà các bạn lợp ngói thẳng vào trong tường nhé mọi người. Đấy. Sau đó thì mọi người bắt đầu là làm các cái động tác chống thấm, có thể bằng Sika Latex hoặc các cái lớp chống thấm hai thành phần như chúng tôi đã tư vấn cho anh Dũng ở đây. Thì khi nước đổ xuống đây nó có hắt vào chân tường này, nó cũng đổ ra phía bên ngoài. Và bên trong nó đã ngậm một cái lớp ngói rồi nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về cái phần chống thấm cho cái phòng phía bên trong này nhé. Một lưu ý mà rất ít người có thể nắm bắt được khi không có đội ngũ thợ mái thi công chuyên nghiệp. Đấy, chúng ta sẽ mất tốn rất nhiều công khi mà làm mà chúng ta không để ý những cái vấn đề như này ạ. Và ở trong đây là cái không gian mái trong nhà anh Tuấn nha mọi người. Thì với mái Thái mọi người có thể nhìn thấy những cái vị trí này là đã xây cao lên 90 phân. Đó, sau đó chúng ta sẽ đổ le diềm mái ra phần bê tông.
dìa mái ra phía bên ngoài. Thế mọi người thấy không? Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là chúng tôi với cái đội ngũ kiến trúc sư và kết cấu đã trực tiếp qua trường lớp đại học và có kinh nghiệm lâu năm. Chúng tôi không khuyên các bác thợ là đổ đối trọng vào phía bên trong đâu nhé. Chúng ta sẽ có dầm ở trên đây và đổ le mái bê tông ra phía bên ngoài thôi. Đấy, thì nó rất là ổn hơn và đỡ cho chúng ta cái phần chi phí. Và nó cũng rất là đảm bảo về cái mặt kết cấu nhé. Vâng, và với kiểu mái cao như vậy, cao 3 mét như vậy. Đây mọi người nhìn thấy 3 mét. Thì chúng ta sẽ có hai loại kết cấu mà chúng ta có thể sử dụng được trong cái hệ mái này. Đó là hệ dùng vì kèo. Thì mọi người có thể tham khảo cái hình ảnh của chúng tôi ở bên cạnh để hiểu được cái những cái vì kèo. Chúng tôi có loại kết cấu thứ nhất là các cái vì kèo cách nhau 1m2. Đấy, và ở đây thì do chủ nhà lo sợ về cái độ mỏng của vật liệu. Đấy, về những cái vật liệu mới nên là chúng tôi sẽ kết hợp cho gia chủ dùng hai loại vật liệu ở đây. Đó chính là kết hợp vật liệu dầm C200 truyền thống và vật liệu kèo thép siêu nhẹ mạ nhôm kẽm. Đó, hai loại vật liệu này nó kết hợp với nhau, vừa phương pháp truyền thống vừa phương pháp hiện đại, nên là chủ nhà hoàn toàn có thể yên tâm về độ dày cũng như là mặt kết cấu cho cái phần mái thái của chủ nhà. Nó cái phương pháp thứ nhất thì chúng tôi chia sẻ rất nhiều rồi, và phương pháp thứ hai này nó khác biệt ở chỗ nào thì mời mọi người cùng chúng tôi hãy xem nhé. Thì ở đây là cái phần mái mái chính này, mái lệch này. Chủ nhà có sử dụng cái không gian mái này nên là chúng ta sử dụng cái hệ thống này thay cho hệ thống vì kèo rất là tốt. Đấy, ở đây tại sao chúng tôi lại nói kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại? Bởi vì phương pháp truyền thống thì chúng ta sẽ dùng những cái vật liệu đời cũ, đó chính là thép mạ kẽm. Đó, chúng tôi sử dụng vật liệu đời cũ là thép mạ kẽm, nhưng chúng tôi không dùng các cái hộp 5-10 như bình thường, không dùng hộp 24 như bình thường, mà chúng tôi dùng hộp 20 phân C, mà chúng tôi dùng C20 phân nhé, không phải dùng hộp C. Nó có tiết diện hở như vậy. Tại vì sao? Tại vì nó có độ thoát nước tốt hơn, nó sẽ không bị ăn mòn từ bên trong, ăn mòn ra như các vật liệu khác. Mà vật liệu này thì mọi người nhìn này, mạ hai mặt nhé. Đây là mạ mặt trong này, mạ kẽm luôn mặt trong nhé. Còn đây là mạ mặt ngoài. Đấy, mạ hai mặt như nhau, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta không cần phải sơn hay là lo về nước ăn mòn theo cái thời tiết khí hậu của Việt Nam. Đấy, độ dày của các thanh C này thì tùy vào cái hình dáng của nhà và cái kết cấu mà chúng tôi thiết kế, thì chúng tôi có thể dùng từ C150 đến C200 với độ dày từ 1.6 đến 2 ly. Đấy, rất là đảm bảo cho mọi người. Thì cái C này rất là vững chãi này, mọi người nhìn thấy từ cái bản rộng 20 phân đến các cái tai và các cái gân của nó rất là chắc. Cái thứ hai là chúng tôi sử dụng để đỡ này, nên mọi người nhìn thấy toàn bộ cái thằng dầm C này để đỡ cái hệ thống kết cấu ở phía bên trên này, từ cái ngói đến cái vật liệu kẹp thép ở phía bên trong. Đấy, cái thứ hai là thanh chống. Các cái thanh chống chúng tôi cũng dùng là thanh chống bằng dầm C200 luôn. Đấy, các cái thanh chống này cũng dùng thanh chống bằng dầm C200 luôn mọi người nhé. Rất là chắc chắn cho mọi người khi mà chúng ta sử dụng. Cái liên kết, về cái liên kết của nó, tuy là nói kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại, nhưng chúng tôi liên kết toàn bộ bằng phương pháp hiện đại, liên kết toàn bộ bằng vít. Đấy, liên kết hết toàn bộ bằng vít. Các cái vị trí nối này, mọi người nhìn thấy các cái vị trí nối nhé. Chúng tôi nối theo phương pháp hiện đại, nối như nối sắt thép của mọi người. Nối là chúng tôi, ví dụ như chúng ta dùng thép hộp là phải nối đấu đầu, nhưng ở đây chúng ta vẫn dùng nối đấu đầu, nhưng chúng ta vẫn dùng một loại thép nữa, một loại thép nữa để chúng ta nối vào hai bên. Ở đấy, nối chồng vào để cho nó đảm bảo cái độ chắc chắn hơn nhiều cho mọi người nhé. Đấy, thì đấy là toàn bộ về cái phần hệ thống khung xương về dầm C200 mà chúng tôi sử dụng trong công trình của nhà anh Tuấn. Cái thứ hai, về lớp thứ hai, đó là các cái lớp mà dùng thanh C. Đấy, các cái thanh C này là các cái thanh C 75, nghĩa là rộng 7 phân rưỡi, và độ dày chỉ có 0.77mm thôi. Khoảng cách của nó từ cái này đến cái vì kèo này đó là 1.1 đến 1.2. Đấy, như cái phương pháp bình thường chúng tôi nói đấy, thì nó hay tạo thành các cái vì kèo C như này. Đây, chúng tôi sẽ có tất cả các vì kèo của thanh chống đứng, chống chéo xuống đây, nó tạo thành một cái vì C. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ lược bỏ được hết đi, chúng ta sử dụng không gian mái và chúng ta vẫn có kết hợp với thằng C dày 0.77mm này. Và thứ ba là mọi người có thể nhìn thấy đây là cái thanh Omega để chúng ta lợp ngói. Đấy, lợp ngói thì chúng ta dùng những cái thanh Omega với chiều cao là 4 phân. Đó, độ dày là 0.42mm. Mỗi cái vị trí liên kết, đây mọi người nhìn thấy những cái vị trí liên kết nối giữa cái thằng C này với cái thằng Omega này thì chúng tôi đều dùng 2 vít liên kết mọi người nhé. 2 vít liên kết vào. Đấy, vít này là vít chống cắt.
Bởi vì vật liệu của nó rất là mỏng nên chúng ta sẽ dùng những cái vít chống cắt này để nó không bị lay động theo thời gian và nó không bị cắt cái vật liệu của chúng ta ra. Nối cũng tương tự, chúng tôi phải nối chồng lên nhau như vậy. Đấy, thằng Omega này nối chồng lên nhau như vậy. Và chúng ta sẽ đặt một cái viên ngói lên phía bên trên. Thì 1 mét vuông ngói này chúng ta sẽ có 9 viên. Đó, thì nó sẽ đè hết lên toàn bộ các cái thanh Omega này, xong rồi đỡ vào những cái thanh C, những cái bản mã này và những cái thanh C to này, thì chúng ta sẽ được một hệ thống khung xương kết cấu rất là vững chãi như mà chúng tôi đã thi công cho chủ nhà ở đây. Thì khi mà mọi người chọn khung thép cho công trình mái nhà mình, mọi người cần phải lưu ý các cái vấn đề như sau. Đó, về cái độ kéo giãn của nó mọi người nhé. Thì tại sao mọi người lại thấy những cái vật liệu nó rất là to đấy nhưng nó lại giòn, mà có những cái vật liệu mà nó rất là dai, thì chúng ta phải dùng những cái vật liệu có độ G bao nhiêu, nghĩa là độ kéo giãn của vật liệu, độ chịu mỏi của vật liệu. Thì chúng ta dùng cái loại vật liệu như này này thì nó có cái độ kéo giãn chịu mỏi của vật liệu lên tới 550, trong khi các cái dòng thép đen đó, thép mạ kẽm của chúng ta chỉ có 270 thôi. Đấy, nên là độ kéo giãn và độ chịu mỏi khi mà áp lực dồn xuống rất là cao. Đấy, kể cả những cái thanh này cũng có những cái G của nó rất là cao nhé. Đấy, đây mọi người có thể nhìn thấy bên này nữa, được chống đỡ rất là tốt. Đây là mái lệch thì chúng ta sẽ có từ cái thanh chống chéo này, đấy, những cái thanh đỡ ngang này. Đó, rất là vững chãi phải không? Thì đây, cái giải pháp này nó cũng là một cái giải pháp thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các quý khách hàng ở trên khắp 63 tỉnh thành có thể hiểu được cái hệ thống kết cấu khi mà chúng ta làm mái thái. Đa phần sẽ chia làm hai hệ thống, đó là hệ thống vì kèo, thứ hai là dùng hệ thống dầm C200 kèo 3 lớp như vậy để chúng ta thi công cho cái phần mái nhà mình. Thì nếu ai có quan tâm về cái quá trình thi công mái Thái hoặc mái Nhật trên toàn bộ 63 tỉnh thành, có thể áp dụng những cái vật liệu mới nhất hiện nay hoặc những cái vật liệu kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thì mọi người có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế và lựa chọn cho mọi người những cái vật liệu vừa phù hợp về mức độ tài chính, vừa phù hợp về cái mặt chất lượng cho mọi người khi mà sử dụng công trình này nhé. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video chia sẻ lần sau của chúng tôi về thi công mái trên toàn bộ 63 tỉnh thành ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.